Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Vùng Ven nhé. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái thực tế của con đường Công Gò Vàng, huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Con đường này thì nằm giữa xã Phú Đông và Vĩnh Thanh. Thì từ cái phà Cát Lái Sài Gòn mọi người qua Nhân Trạch đó, thì đi hết đoạn đường Lý Thái Tổ vào đường Quách Thị Trang. Thì cái đoạn khúc công chỗ từ Phú Đông qua Vĩnh Thanh á, thì qua khúc thì mọi người sẽ rẽ tay phải vào cái con đường Gò Vàng này mọi người nhé. Cái đường này thì nằm giữa ranh giới của xã Phú Đông và xã Vĩnh Thanh luôn mọi người. Thì cũng mọi người hay gọi, dân địa phương hay gọi là con Gò Vàng. Còn nếu mọi người search trên Google đó là cái con đường Phú Đông Vĩnh Thanh mọi người nhé. Con đường này thì bề ngang của nó có tầm 7 mét đó mọi người. Còn về cái quy hoạch của nó thì chắc là lên tầm khoảng 20 mét mọi người nhé. Con đường này thì nó chạy từ tiếp giáp với cái khu quân sự đó và xuống tới khu chợ của xã Vĩnh Thanh. Cái đoạn phía tây nam xã Vĩnh Thanh đó mọi người nhé. Con đường này đang làm cái đường cống thoát nước hai bên, và đường ở giữa thì trễ nhựa, tương lai thì sẽ đổ nhựa lên nữa mọi người nhé, đổ nhựa lên trên nữa. Về cái giá khu vực này thì tầm khoảng 12 đến 13 triệu một mét cho mọi người nhé. Trong cái thời buổi cao điểm sốc nóng thì có thể chào lên giá tới 15, nhưng mà giao dịch chính thì cỡ tầm 10 đến 12 triệu. Hiện giờ thì cái giá đất của khu vực Nhân Trạch thì tương đối đứng mọi người ạ. Còn tùy những khu nó lên mạnh thì giảm mạnh, đó là những khu dự án mọi người nhé. Khu dân cư thì nó tương đối ổn định và nó giữ giá khá là tốt. Về cái con đường này thì cái đoạn dưới xã Vĩnh Thanh này mọi người nè, thì sẽ có diện tích nhỏ mọi người nhé. Còn đa số là diện tích từ 500 tới 1.000 mét vuông. Do con đường này thì nó thuộc cái dự án treo, do vậy nên là không có lên thổ cư được mọi người nhé. Mọi người mua thì cũng chờ đợi một thời gian. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người thấy hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Thank you mọi người.